Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nâng giá trị cuộc sống lên tầm cao mới, mang đến lựa chọn bền vững và xanh cùng thiên nhiên. Tôn Đông Á cùng xây cuộc sống xanh. Quý ông đại chiến. Xin cảm ơn Tôn Đông Á đồng hành cùng chương trình và cảm ơn chín quý cô xinh đẹp của chúng ta đã mang đến một bầu không khí thật là tuyệt vời. Thưa quý vị, trong mỗi một chương trình Quý ông đại chiến, quý vị đã theo dõi và thấy rằng không thể thiếu được một ban bình luận nổi tiếng. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng mời ra sân khấu ban bình luận của Quý ông đại chiến tuần này. Xin mời. Vâng, thưa quý vị, họ đã xuất hiện trên sân khấu của Quý ông đại chiến và bây giờ tôi xin phép được giới thiệu Á hậu Huyền My, ca sĩ Trà My Idol, Minh Dương Lan Ngọc. Xin giới thiệu người mẫu, diễn viên Thúy Ngân và một người chững chạc nhất, chín chắn nhất, nhiều kinh nghiệm nhất, nữ diễn viên Lâm Vĩ Dạ. Vâng, tôi sẽ ưu tiên để hỏi những người lần đầu tiên xuất hiện trong chương trình Quý ông đại chiến, Thúy Ngân, là cái mẫu người đàn ông lý tưởng của bạn là gì? Thật ra thì con không có mẫu người đàn ông lý tưởng. Tại vì thường thường bạn con hay nói là con là một người rất là khó chịu và khó chịu. Mà con không có tin cái chuyện đó. Nên hôm nay con đến đây để mà tìm một chàng trai có thể nói chuyện với mình về cuộc sống, về sở thích, về gia đình. Và hy vọng là chàng trai ấy sẽ xuất hiện trong hôm nay. Ủa, đây đâu phải là chương trình không gian gia đình đâu. Cho dù không phải là chương trình đấy nhưng mà chắc chắn là sẽ có. Sao chú không hỏi con câu hỏi như thế ạ? Thế bây giờ cháu thì nói xem nào. Nói cho chú nghe đi, chú sẽ tư vấn cho. Con thì con thích một người cao hơn con. Không biết có khó không vì con cũng hơi cao một tí. Một người biết nấu ăn vì con cũng không biết nấu ăn. Và lãng mạn ạ. Tức là sẽ phải nhớ tất cả những ngày lễ, ví dụ như là Valentine hay là gì đó thì sẽ phải chủ động và tặng quà. Đúng rồi ạ. Chị cũng tìm rồi đó mà vẫn chưa có ai. Thế nếu chỉ có một người thì chị sẽ nhường cho em thôi đúng không ạ? Chị già ơi, em phải làm sao bây giờ? Em lớn rồi, em tự giải quyết đi em. Cái chàng trai mà cao hơn cháu, chú nghĩ là có. Chàng trai nấu ăn ngon để phục vụ cháu, có. Chàng trai lãng mạn để đủ để có thể chiều chuộng cháu, có. Nhưng mà còn cái cuối cùng này thì không bao giờ sẽ có này. Đừng có bao giờ hy vọng Lan Ngọc nhường cho ai một cái gì đó. Cảm ơn các quý cô. Xin mời các quý cô trở về. Vâng, bây giờ sẽ là phần thi đầu tiên. Và xin mời đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Nhật Tân. Một thí sinh nữa đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đó là Đào Tín. Và tiếp theo đến chúng ta từ Hà Nội, Đặng Anh Vũ. Con của em á, thí sinh mang số báo danh 04 Việt Thắng đến từ Hải Dương. Và người tiếp theo đến chúng ta từ Thái Bình, Thúy Anh Tuấn. Anh Tuấn. Một thí sinh tiếp theo đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Thuận.
là chàng trai đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hiển Phước. Tôi muốn hỏi ban bình luận, đặc biệt là các quý cô mới đến lần đầu tiên, Á hậu Huyền My. Đầu tiên thì con ấn tượng với cả anh số 6. Nhưng mà có vẻ hơi dữ dằn vì đấm hơi nhiều nên sợ lỡ mà có cãi nhau thì hơi tội nghiệp con. Nên con đổi sang số 3 thì chống đẩy được, chắc cũng khỏe. Chắc vẫn ổn. Thúy Ngân. Dạ con thấy anh số 2 rất là ngầu ngầu, cun cun. Trà My. Con thì hơi khác một xíu bởi vì tự thấy mình có tuổi, đâm ra là ngoại hình là không quan trọng lắm. Thì lát nữa thì con sẽ trả lời sau. Tức là cái sự xuất hiện thì không có nhiều tác động lắm đến mình. Dạ. Mà một lát nữa sau khi mình được nhìn thấy gương mặt của họ, được tiếp tục theo dõi xem họ thể hiện những gì họ có, đúng không? Em chỉ muốn nói với My một điều thôi là em có thích ai thì thích, nhưng mà 7 người này là của chị đó. Chị ơi, nhưng mà em thấy chị... Chị ơi, em thấy chị mong manh lắm, chắc không cân được đủ 7 anh đâu. Em ơi, lâu lâu khách mời người ta tới mình chia sẻ đi chứ sao em cứ gom một mình em. Tôi đã nói rồi, gì thì gì, riêng cái điều kiện mà để mà đặc biệt là trai đẹp ấy, mà tranh giành với Ninh Dương Lan Ngọc thì cố mà chiến đấu mà tranh giành, được thì được, không được thì thôi. Đừng bao giờ hy vọng cố nhường, cố không nhường ai bao giờ cả. Anh Sam ơi, chúng ta là một gia đình mà. Anh ơi, anh nói vậy là cũng không đúng. Nãy giờ bé Ngọc nó đâu có tranh giành anh Sam đâu. Ở trên sân khấu có 8 quý ông, 7 quý ông có số báo danh. Ai bình chọn cho quý ông không có số báo danh? Thấy chưa? Một cái điều rất vui đối với tôi khi tham gia chương trình này là đôi khi có những thời điểm như vậy. Và tranh thủ để nói lên những cái gì mà mình cảm thấy cần phải nói cho mọi người. Bây giờ thì 7 chàng trai của chúng ta sẽ có mỗi người 30 giây tự giới thiệu. Đầu tiên là số 1. Đối với tôi, âm nhạc là nguồn sống, mang đến cho tôi sự lạc quan và yêu đời. Và mỗi một nốt nhạc luôn mang một màu sắc vô cùng xinh đẹp, cũng như tất cả các quý cô ở đây. Và hôm nay tôi hy vọng các quý cô sẽ cùng tôi tham gia viết nên những giai điệu thật là đẹp đẽ của bản nhạc còn đang dang dở nè. Xin mời ứng cử viên số 2. Thoáng nhìn thấy tôi thì có thể ngầu ngầu, cun cun, lạnh lùng. Nhưng mà thực chất á, tôi là một người sống hết mình, yêu chân tình. Và một điều nữa, cô gái nào mà yêu tôi một cách chân thành nhất, đơn giản nhất, thì tất cả mọi thứ trên thế giới này, chỉ cần em muốn là tôi có sẽ lấy cho em được. Vâng, rất ấn tượng đúng không ạ? Và xin mời thí sinh mang số báo danh 03. Tôi là một chàng trai đến từ Hà Nội. Có lẽ trong tất cả những chàng trai ở đây thì tôi là người vụng về nhất. Không biết hát, không biết nhảy, không biết catwalk, cũng không biết tạo dáng sao cho đẹp. Nhưng mà tôi là mẫu đàn ông của gia đình. Tôi rất thích những buổi tối ở nhà nấu cơm cho tất cả bạn bè, người thân ăn. Tuy trẻ vậy thôi nhưng tôi cũng đã có gia đình rồi. Gia đình của tôi thì gồm 2 chú chó, 1 chú mèo. Và thiếu một người nữa là một công thức trọn vẹn cho một gia đình hạnh phúc rồi. Đây là mẫu của My. Cái gì cũng không biết hết hả? Vậy biết bơi không? Em cũng muốn thử ạ. Xin mời chàng trai 04. Mình là Thắng. Thắng rất hay cười và mặt Thắng rất là tươi. Mọi người đừng hỏi vì sao mặt Thắng tươi. Vì một điều rất đơn giản thôi, là do Thắng hay cười. Và cái miệng của Thắng ấy thì không đơn giản là chỉ biết cười, mà nó sẽ còn làm được rất nhiều điều thú vị nữa. Mời tất cả các quý cô ở đây hãy cùng chờ đón cái điều thú vị này ở vòng tiếp theo. Ok. Xin mời chàng trai 05. Họ Phí, tên Tuấn là mình, đến từ quê lúa Thái Bình xa xôi. Vào chương trình ối rồi ôi, toàn người xinh quá làm tôi giật mình. Vâng, và ngày hôm nay thì đến với chương trình Quý Ông Đại Chiến thì mới đầu mình chỉ nghĩ rằng mình sẽ được gặp 6 chàng trai vô cùng lịch lãm cùng với lại chú Sâm thôi. Nhưng không ngờ rằng mình còn được gặp rất nhiều các quý cô thực sự là xinh đẹp nữa. Và phương châm sống của mình là chắc gì đã sống đến mai mà để củ khoai đến sáng. Chính vì thế mà ngày hôm nay đến với chương trình
Và đến với chương trình ngày hôm nay thì mình quyết tâm là sẽ chơi hết mình và mang lại rất nhiều tiếng cười sảng khoái dành cho tất cả các quý cô ở dưới để có thể xua tan những cái nóng lực và khó chịu của ngày hè. Và các quý cô ơi, các quý cô sẽ không bỏ qua một viên kim cương đầy năng lượng như mình chứ? Rất là vui với các chàng trai, với các quý cô. Xin mời chàng trai 06. Xin chào anh Sâm, xin chào 205 quý cô đang ngồi ở dưới. Qua bao nhiêu năm tháng khoác trên mình áo lính thì tôi mới nhận ra một điều: gian nan thì rèn nên ý chí và khó khăn thì tạo nên được con đường. Tôi biết trân trọng những người mà mình yêu thương. Và đặc biệt hãy nhớ cho tôi một điều: dù sau này có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người bảo vệ các bạn đầu tiên. Vậy à, bạn số 6 ơi, là bạn làm bộ đội hả? Một thời gian. Nhà Ngọc là có truyền thống là làm công an hết. Ngọc nghĩ là Ngọc với bạn sẽ có rất là nhiều điểm chung với nhau. À, mình thì mình thích giáo viên. Nghe chưa? Người ta thích giáo viên chứ không có thích diễn viên. Thôi à, xin các quý cô đi. Đơn giản họ là những người chân thật và luôn luôn nói thật những điều mà họ nghĩ, họ không thể nói dối khác được, cho nên Lan Ngọc thông cảm nha. Cuối cùng chúng ta sẽ lắng nghe chàng trai mang số báo danh 07. Xin mời. Tôi là người yêu thích tự do. Cảm giác khi được ở trên cao là cảm giác tuyệt vời nhất. Các bạn, quý vị có muốn bay cùng tôi không? Nếu các bạn sợ hãi, các bạn cứ ôm chặt tôi sẽ bảo vệ các bạn. Hãy tin ở tôi. Đó là những lời tự giới thiệu về mình. Và bây giờ thì họ sẽ phải bước qua một thử thách nữa. Bạn sẽ như thế nào khi già đi trong số hai người đàn ông này? Khi già. Như vậy là ba người chọn hình ảnh của ông già bên trái, bốn người chọn hình ảnh ở bên phải. Tại sao bạn chọn già mình sẽ như thế này? Khi già thì tôi cũng muốn như vậy. Đến cái đoạn đường cuối rồi thì mình chỉ cần được bình yên trong tâm hồn thôi. Đó là lựa chọn của bạn. Thế còn 03, tại sao bạn chọn hình ảnh đó? Đó cũng là sở thích của mình. Hiện tại thì tôi cũng chăm sóc vườn cây, cũng nuôi thú cưng. Nhưng mà mình luôn nghĩ rằng khi mà tôi còn trẻ thì tôi sẽ dành thời gian cho bạn bè khám phá thế giới. Còn khi mà mình về già rồi, mình sẽ dành thời gian góc tĩnh lặng cho gia đình, cho tất cả những cái gì quan trọng nhất ở trong tâm hồn mình. Tại bạn thì sao? Em thì tuổi thơ của em thì có rất là nhiều cái nó dữ dội rồi. Nên là em muốn được chăm sóc một cái vườn cây, một cái vườn hoa, cũng giống như là mình chăm sóc gia đình của mình vậy. Và đặc biệt đó là cái hoa mà ông ấy trồng, hoa em thích là hoa lavender. Tại vì em rất là thích cái màu tím và em nghĩ là phụ nữ cũng rất là thích hoa lavender. Ủa bạn ơi, sao Ngọc cũng mặc màu tím mà bạn không thích Ngọc? Có chứ. Có kìa chị ơi. Đã có thích màu tím hay là thích Ngọc? Thích hoa lavender. Thích cái hoa kìa Ngọc ơi. Lavender. Thích hoa Ngọc. Chứ đâu có thích hoa lan Ngọc đâu em. À, có thích hoa lan nữa. Hoa lan thôi nha Ngọc. Ngọc lên không? Hoa lan thôi. Hoa lan thôi. Ngọc ơi, em nghĩ là đi giờ là không còn Ngọc nha. Rồi, ok. Mấy chị em ơi, cho anh ấy đi bơi đi nha. Nha mấy chị em ơi. Còn bạn, tại sao bạn quyết định chọn khi bạn già bạn sẽ như vậy? Vì quan điểm của tôi là luôn luôn lạc quan và yêu đời. Thật ra tôi đã dừng lại ở tuổi 18 rồi. Cho nên tôi nghĩ là sau này mặc dù là có tuổi, dù là về hình thể, nhưng mà trong tâm hồn tôi vẫn muốn là một người trẻ trung. Bản thân cháu thì cháu suy nghĩ là tuổi trẻ của cháu sẽ tập trung vào cho sự nghiệp và gia đình. Đến già rồi thì cháu luôn luôn có một cái mong muốn là cùng với người bạn đời của cháu ấy sẽ đi du lịch được các nước. Cháu rất thích như vậy, một cuộc sống như vậy ạ, luôn luôn vui vẻ ạ. Chàng trai 05 xin mời. Nó rất đúng với lại tính cách cũng như là quan điểm hiện tại của cháu, vì là cháu là một người thích vui vẻ. Khi mà cháu có người bạn đời thì cháu luôn luôn mong rằng cô ấy vui vẻ, yêu đời như chính ông ở bức hình thứ hai. Thế là ông cũng giống tôi đấy. Và xin mời chàng trai 07. Đơn giản là tại vì là cháu đam mê du lịch, với lại khám phá mọi thứ, thích rất là những cái thử thách mạo hiểm.
Nhưng mà hiện tại bây giờ thì công việc đang rất bận rộn cho nên cháu chưa có một cái thời gian để mà đi du lịch hay là đi nơi đâu. Thì cháu cũng muốn là cố gắng tranh thủ cái thời điểm hiện tại thì mình sẽ cố gắng làm việc, xong rồi sau này mình sẽ đi du lịch. Thưa quý vị, bắt đấy thì Lâm Vĩ Dạ có nói với các chàng trai là có biết bơi không và có muốn bơi không ấy. Tôi đã nói rằng họ hỏi những câu hỏi không bao giờ vô tình cả mà bao giờ cũng có chủ đích. Xin mời đầu tiên mở bể bơi của chúng tôi. Đây là chiếc bể bơi xinh xắn, nước trong, sạch, mát và tất cả ai cũng muốn xuống đây, nhưng không phải ở trong chương trình Quý Ông Đại Chiến. Và bây giờ 30 giây để bình chọn, bắt đầu. Chúng tôi đã có kết quả trong tay. Tôi xin mời 7 quý cô xinh đẹp của chúng tôi sẽ xuống để thay mặt cho ban tổ chức công bố kết quả. Xin mời. Tăng lên rất nhiều bởi vì ở vòng 2 thì tất cả các chàng trai của chúng ta ngoài chuyện thể hiện những khả năng của mình, họ sẽ tháo mặt nạ của mình ra và tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy gương mặt thật của họ. Sẽ tiếc nuối hơn nhiều bởi vì đó là những gương mặt rất ấn tượng, rất thú vị. Và điều đó sẽ xảy ra sau ít phút. Mình quyết định đến với Quý Ông Đại Chiến bởi vì đối với mình thì mình luôn có một cái slogan cho bản thân rằng là chắc gì đã sống đến mai mà để củ khoai đến sáng, nên là mình muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ trong cuộc đời để những buổi talk show của mình nó thêm nhiều cái thi vị hơn. Theo mình thì những quý ông không nhất thiết phải lịch lãm, có những quý ông rất là vui vẻ, yêu đời và mang lại được tiếng cười cho người khác. Đó là những người rất quý, và những cái gì quý thì chúng ta nên giữ lại. Thực sự là cảm thấy khi mà đứng cạnh những bạn chơi cùng và đấy là những người thực sự là rất là giỏi và tài năng thì mình nghĩ điều đấy cũng không có gì là quá là lạ lẫm với mình cả. Cũng rất là hụt hẫng khi mà mình vẫn chưa kịp thể hiện một cái gì cả đã bị loại rồi. Mình chọn cho mình bộ trang phục màu đỏ bởi vì mình rất là thích màu đỏ và mình nghĩ đây là một màu rất là may mắn cho mình. Và khi bận bộ trang phục này, mình nghĩ các cô gái sẽ chú ý đến mình nhiều hơn. Mình
Cảm thấy hôm nay mình rất là tự tin, và điều mà mình tự tin nhất là tiếng đàn của mình. Tôi nghĩ sự chân thành và thật thà của mình sẽ thuyết phục được các cô gái để tôi đến được với top 3. Mình cũng khá là bất ngờ khi mà bị đẩy xuống hồ bơi. Dù là không phải là tất cả số đông được chọn mình, nhưng mà chỉ cần một vài người thôi thì mình đã cảm thấy điều đó là hạnh phúc rồi. Trở lại với Quý Ông Đại Chiến. Bây giờ sẽ là vòng 2, hãy theo dõi chăm chú, hãy bình chọn cho họ. Và thí sinh đầu tiên đó là chàng trai mang số báo danh 06, Hòa Thuận. Xin mời. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang, rú bụi đường trên vai. Cô chị. Hai cây hoa dài lẻ loi bên đường, gọi hoa trinh nữ. Hoa trinh nữ không mặn mà bằng nàng hồng kiêu sa. Hoa đâu dám khoe màu cùng một nàng cúc vàng tươi. Hoa không bán hương thơm như nàng dạ lý trong vườn, nhưng hoa trinh nữ đẹp tựa truyền tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Có ông vua trẻ xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Xuất binh qua rừng, dẹp quân xâm lấn. Trời ơi! Em trai vậy? Khi vua kéo quân về, tình cờ gặp một giai nhân. Vua sau xuyên tâm hồn với nàng về chốn hoàng cung, truyền cho khắp nhân gian đem lụa là đến cho nàng. Trên ngôi cao chín tầng, hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Wow. Vâng, một bài hát rất hay, và tôi đã thấy phản ứng từ phía khán giả, từ phía các quý cô rất là nhiệt thành. Dường như là hôm nay trong khán phòng này rất nhiều người thích cái dòng nhạc này, và cá nhân tôi cũng rất thích, và tôi hiểu rằng tôi và Lâm Vĩ Dạ cùng một gu. Xin hỏi bạn là một ca sĩ chuyên nghiệp? Dạ, chỉ là đi hát thôi ạ, chưa phải là chuyên nghiệp. Chưa phải chuyên nghiệp. Công việc chính của bạn là gì? Dạ, công việc chính hiện tại là bây giờ là đi hát và diễn xuất. Tại sao diễn viên mà chê chị? Không, nói giỡn chứ thật ra hồi nãy bạn chê Ngọc Ngọc quê lắm. Nhưng mà rất là thích phim của Ngọc đó. Được rồi. Thưa quý vị, hãy bình chọn cho chàng trai có một giọng hát thật là hay, thật là truyền cảm, và một người đã từng trải qua những thời gian đi lính nghĩa vụ. Và vì thế hãy bình chọn cho 06. Hát hay rồi còn mắt một mí nữa, rất là thích con trai mắt một mí. Bây giờ sẽ là đến phần của chàng trai tiếp theo mang số báo danh 04, Việt Thắng. Xin mời. Lấy dần dần là mình. Mãi. Khoan. Are you ready? Be on the beat.
Đẹp trai mà vẫn đang tìm người yêu. Đẹp trai mà vẫn đang tìm người yêu. Tôi đã nói rồi, tôi đã nói từ đầu là tất cả chúng ta sẽ rất nuối tiếc khi phải chia tay với một ai đó. Bởi vì trong chương trình hôm nay, các chàng trai của chúng ta họ đến đây với những phong cách thật là tuyệt vời. À, sao? Con định đứng mãi luôn. Ồ, định đứng mãi luôn, để làm gì? Không ngồi xuống được ạ. Rồi, Thúy Ngân. Tại nãy giờ con bất ngờ quá, lúc mà bạn đeo mặt nạ với lại tháo ra khác hẳn nhau nhìn. Ủa nhìn... sao? Có nghĩa là lúc đầu nghĩ xấu thôi, bây giờ thấy đẹp trai à? À dạ đúng rồi. Vâng, thế còn Trà Mỹ? Dạ nãy giờ là cháu nhảy hơi bị nhiều rồi đấy ạ. Một cái không khí thật là tuyệt vời và khiến cho chúng ta không thể ngồi yên được. Bạn đang làm công việc gì? Hiện tại thì cháu đang làm ca sĩ ạ. Ca sĩ? Và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Hát đi anh ơi! Hát đi! Có thể hát một câu nào đó không? Từ nãy giờ đã chứng kiến cái tài beatbox, nhưng chắc phải hát một câu. Vâng ạ. Dẫu vẫn vương vào sống những ngày ngu, anh sẽ viết những bức thư, còn em sẽ đi theo thua. Duyên đưa lối để ta gần bên nhau, rồi cách xa, rồi cách xa. Đó là Việt Thắng, số báo danh 04. Hãy bình chọn cho anh ấy. Cảm ơn cháu, chúc mừng cháu. Bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Số báo danh 03, Đặng Anh Vũ, xin mời. Thật ra thì mình không phải là một đầu bếp, mình là một food blogger. Mình sẽ ở đây hướng dẫn cho mọi người cách để làm phô mai tại nhà. Và sau đó thì mình sẽ làm một loại kem từ trái cây. Số báo danh 03, bạn nói là bạn là blogger và bạn có ở trên đấy địa chỉ nào có thể thông báo cho mọi người biết để mọi người vào và xem không? Blog của mình là Ngon Ngon. Nhưng mà nếu mà chỉ là blogger full time thì ở Hà Nội cũng có thể làm được mà, tại sao lại phải ở thành phố Hồ Chí Minh? Bởi vì ở thành phố Hồ Chí Minh thì là cái môi trường rất là năng động, ở đấy rất là nhiều bạn trẻ để cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng. Thì ở Hà Nội thì có lẽ là gần bố mẹ nên là chưa được thử thách mình trong lĩnh vực mới. Ở Hà Nội thì chỉ có đi học thôi, ngày xưa học kinh tế, học tài chính, bây giờ chuyển hướng khác hẳn. À, trước là học kinh tế, tài chính. Vâng ạ. Nhưng tại sao lại quyết định chuyển sang cái nghề khác này? Bởi vì là khi mà học kinh tế tài chính là theo nguyện vọng của bố mẹ thì thấy mình không hợp với các con số lắm. Nhưng mà cái chuyển ngạch như thế thì bây giờ có thể sống bằng cái nghề này không? À, sống tốt ạ. Sống tốt. Vâng ạ. Vâng, hãy bình chọn cho Vũ số 03. 03, 03. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần dự thi của chàng trai mang số báo danh 02. Đào Tín, xin mời. Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Let's go! Người ta cứ nói đừng quá yêu,
người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu giàu có cũng chỉ là giấc mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Có một người bước qua biết bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Đến một ngày bước chân mỏi mệt, bỗng nhìn lại không còn ai đứng bên ta. Xin cảm ơn. Số 02 Đào Tín đã làm chủ hoàn toàn sân khấu này. Và bạn học nhạc ở đâu? Hay là có tốt nghiệp trường nào nghệ thuật không? Không ạ. Và bố mẹ có đồng ý và cổ vũ bạn theo con đường ca nhạc chuyên nghiệp không? Thật sự mà nói thì bố mẹ của em không có sống chung với nhau. Nên em từ nhỏ là sống với chú. Thì mọi cái việc làm mà mọi cái ước mơ của em thì do đều tự em quyết định. Và em đi trên con đường đó một mình. Vâng. Tôi thành thật xin lỗi vì đã không biết và đã đưa ra một câu hỏi nó không được... nhưng mà không sao. Điều đó chứng tỏ rằng là gì? Đào Tín của chúng ta là một chàng trai sống tự lập. Đó là một điểm để chúng ta bình chọn cho Đào Tín số báo danh 02. Hãy bình chọn cho Đào Tín. Vâng. Cảm ơn bạn rất nhiều và chúc bạn thành công trong cuộc sống. Em cảm ơn em. Bây giờ sẽ là phần xuất hiện của thí sinh cuối cùng ở vòng thi sức hút. Số báo danh 07 đến chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh, Hiền Phước, xin mời.
Đó là chàng trai mang số báo danh 07 Hiển Phước đến chúng ta từ thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi hiểu bạn là nghệ sĩ siếc, xin mời. Trời đất ơi, ở trên rơi xuống nhìn như là thiên thần vậy đó. Dễ sợ à. Bạn có thể nói về nghề nghiệp của mình. Tôi là Hiển Phước, nay tôi đang công tác tại đoàn diễn thành phố Hồ Chí Minh. Và bạn ở đó lâu chưa? Thì tính từ lúc nhỏ tập luyện tới nay là gần 20 năm. Wow. Có bạn gái chưa? Chưa. Chị Dạo ơi, em có muốn bay không Ngọc? À. Chị ơi, chị lên bay với anh đi. Bạn mời, bạn giơ tay bạn mời Ngọc kìa. Trời ơi, em sợ quá. Lên đi em. Em mà sợ cái gì không biết nữa à? Thật sự mà nói thì đối với cái nghề xiếc á, thì bản thân Ngọc coi trên TV rất là nhiều, nhưng mà ít khi nào dám coi thật ở ngoài sân khấu lắm. Bởi vì giống như cái cảm xúc của mình rất là lo lắng, rất là sợ và rất là khâm phục những người mà đã làm được những cái điều đó. Không biết là bạn có bị chấn thương gì nhiều? Thực sự thì chấn thương luôn luôn xảy ra đối với ngành xiếc. Cho nên mà khi chấn thương á, thì mình cố gắng mình giữ lại, mình hạn chế dùng tới cái phần cơ đó. Em thấy là lúc này anh cắn bằng răng á, thì cái đó anh có tập lâu không? Bây giờ anh biểu diễn là anh cắn bằng răng mà anh ẩm chị Ngọc luôn được không? Trời ơi, ghê luôn á. Răng thiệt hay răng giả vậy? răng thiệt chứ răng giả là chắc chắn là động tác không thể nào thực hiện được. Đúng rồi, răng giả là hàm răng còn trên tờ giấy rồi. Thế rồi Lan Ngọc lên đây là chỉ để hỏi mấy câu đó thôi sao, hay là định làm dạ gì? Dạ không, thật ra là muốn được over lòng và bay lên đó. Ôi, rất chuyên nghiệp. Thôi xuống rồi, người ta đã xuống đất rồi thì mình cũng xuống đi thôi. Người ta đã xuống đất rồi mà mình vẫn cứ bắt người ta phải bế như thế. Rồi. Đã lắm, mấy chị ơi có muốn lên thử không? Rất là cảm ơn Hiển Phước đã thực hiện ý nguyện của Ninh Dương Lan Ngọc. Rất là cảm ơn Ninh Dương Lan Ngọc. Thôi bây giờ thì xong rồi, mình về đi. Đứng đây rồi người ta ở dưới người ta lại thấy khó chịu. Anh ơi, bữa nào mình bay tiếp nha. Trong tương lai mình sẽ gắn bó với cái nghề xiếc của mình cho tới hết đời không, và sẽ mơ ước đến điều gì lớn nhất? Thực sự là cái nghề xiếc này là có hai điều. Cái thứ nhất là theo gia đình truyền thống, cái thứ hai là đam mê. Cho nên là trong suy nghĩ trong đầu là chưa có một cái ý định gì là từ bỏ, vì đó là một cái niềm đam mê. Có lý do để chúng ta bình chọn cho Hiển Phước số báo danh 07. Hãy bình chọn cho anh ấy. Vâng, như vậy là chúng ta... Ôi, bạn nào cũng dễ thương hết á. Khán giả ở dưới đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Tôi tin chắc là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mở bể bơi của chúng ta để chuẩn bị phần bình chọn. Xin mời. Và bây giờ tôi xin thông báo 30 giây bình chọn bắt đầu. Vẫn tiếp tục cổ vũ cho các chàng trai. Đương nhiên rồi, từ đầu đến cuối chúng tôi rất vui khi luôn được nghe những cái lời cổ vũ từ phía các cô. Bây giờ thì chúng tôi đã có kết quả. 5 quý cô ở đây sẽ xuống để công bố. Xin mời.
Vâng. Như vậy là hai thí sinh của chúng ta đã chia tay với chúng ta trong sự tiếc nuối của tất cả các quý cô ở đây. Thật là thú vị khi mà đây là lần đầu tiên một trong những cô gái của chúng tôi đã phải dùng đến hai lần mới đẩy được một chàng trai xuống. Đương nhiên rồi, không ai muốn phải rơi xuống bể bơi này như vậy cả. Em thắc mắc là tại sao hai anh cao to đẹp trai lại đi vô trong vậy? Vỗ tay cái gì? Nè, vỗ tay cái gì? Kết quả là của các bạn mà các bạn vỗ tay cái gì? Là sao? Đó là bởi vì những người vỗ tay là những người ủng hộ cho ba chàng trai đang còn ở đây. Đơn giản vậy thôi. Lỗi gì vậy? Ở đây không có ai có lỗi gì cả. Chỉ đơn giản là họ chưa đủ sức thuyết phục cho các quý cô mà thôi. Thật sự là hai bạn hồi nãy là bạn số 2 và bạn số 6 á, là đủ sức thuyết phục, làm rung động rất là nhiều trái tim, mà không hiểu tại sao là lại rớt xuống. Nhất là bạn số 6. Bạn số 6, trời ơi, người ta đẹp như một bức tượng mà nỗi lòng nào đẩy người ta xuống hồ vậy? Em cũng rất là tiếc, nhưng mà em nghĩ là chắc là do năm bạn này đồng đều quá, khó để có thể chọn lựa. Nhưng mà chúng tôi phải có cái quan điểm của chúng tôi, những người đàn ông. Đẹp trai chưa phải là tất cả. Người ta nói rằng là người mạnh chưa chắc đã là những người chiến thắng, nhưng mà những người chiến thắng đấy là những người mạnh, cho dù họ có không cao to đẹp trai đi chăng nữa. Dạ, với lại xin nói chút xíu là ba bạn ơi, thật sự là cái phản ứng của tất cả mọi người ở đây không phải là không thích ba bạn, mà tại vì là tiếc nuối hai bạn hồi nãy thôi nha. Không à, không phải tất cả đâu, bọn em ngồi im mà có mỗi chị thôi à. Đúng rồi, có mỗi chị Nhoi à. Phía trước còn một vòng thi nữa, nó có tên gọi là bản lĩnh, và vòng thi này sẽ quyết định ai là người chiến thắng trong Quý Ông Đại Chiến tuần này. Điều đó sẽ diễn ra 60 phút. Điều mà tôi cảm thấy tự tin nhất đó là tinh thần của tôi hiện tại rất là thoải mái, và tôi sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để chinh phục tất cả các quý cô ở đây. Trước khi mà đứng ở dưới sân khấu á, thì tôi rất là lo mình sẽ là chàng trai đầu tiên rớt xuống hồ bơi. Nhưng mà khi mà đặt chân lên sân khấu thì tôi cảm thấy là với sự hò reo của các quý cô thì tôi nghĩ là tôi sẽ là người chiến thắng. Mỗi người và mỗi quý cô đều có một cái suy nghĩ khác nhau, nên là mình không có gì bất ngờ. Khoảnh khắc mà làm cho tôi nhớ nhất chính là lúc mà mình sắp ngã xuống hồ bơi á. Mình chỉ vừa nghiêng xuống thôi thì rất là nhiều cô gái đã đứng lên, rất là đọc cái số báo danh của mình rất là lớn. Và nó cũng là một cái phần động viên cho tôi rất là nhiều, bởi vì tôi cũng là một phần nào đó chinh phục được một số cô gái. Tôi tự tin rằng tôi sẽ không rơi xuống hồ bơi, bởi vì ngày hôm nay tôi đến đây để trở thành người chiến thắng. Cảm giác lúc đó khá là bất ngờ, nhưng mà cũng không kém phần thú vị. Tuy là ra về sớm trong ngày hôm nay, nhưng mà chắc chắn tính tự tin rằng mình đã để lại một hình ảnh rất là đẹp trong mắt mọi người, một hình ảnh rất là thú vị, vì mình là một chàng trai cứng đầu, đẩy đến lần thứ hai mới ngã xuống hồ. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Quý Ông Đại Chiến. Bây giờ sẽ là phần thi cuối cùng của các chàng trai. Phần thi có tên gọi là bản lĩnh. Họ sẽ phải trải qua những thử thách mà chính các quý cô trong ban bình luận sẽ đưa ra cho họ. Người đầu tiên sẽ tham gia ở phần thi này đó là chàng trai mang số báo danh 07, Hiền Phước. Và người sẽ đưa đến thử thách đó là Ninh Dương Lan Ngọc. Xin mời. Chào em. Tôi là chị của vợ sắp cưới của cậu. Nhà tôi quyền quý cao sang, không hiểu sao mà đẻ ra một đứa em gái nó lại chọn cậu, không môn đăng hộ đối. Nhưng mà tôi cũng nghĩ được là chắc là cậu chân thành. Tôi có ý định vậy đi. Cái nghề xiếc của cậu á, bỏ đi, vào công ty của tôi. Tôi sẽ cho cậu một chức vụ cao hơn, nhiều tiền hơn, đủ để lo cho em gái của tôi. Không. Tại sao cậu lắc đầu? Cái nghề của em là cái niềm đam mê.
Khi mà hai đứa em đến với nhau là cái chân thành chứ không phải là vì tiền bạc. Con em của tôi thì nó sống trong nhung lụa từ nhỏ rồi. Cậu làm cách nào để nuôi nó, chiều nó? Thực sự thì khi mà đến với dạ xong thì vẫn thấy dạ rất bình thường mà. Dạ không hề bực bội hay là chùng bước gì khi mà đến với nhau. Ôi trời ơi cậu ơi, thời đại này thì lúc nào người ta mới tới với nhau nó có chút tình cảm với cậu thì nó nói là tự lo được cho bản thân em, nhưng mà sau đó rồi cưới nhau về rồi lại đục đục cũng vì tiền bạc mà thôi. Chị hai, mệt quá. Trời ơi dễ thương. Ủa anh, trời ơi nhớ quá. Ủa sao tự nhiên anh đến đây anh hẹn hò với chị hai em vậy? Chị muốn là bạn em phải bỏ nghề và đi theo gia đình của mình để làm ăn. Còn nếu không thì không được cưới em. Anh ơi, mọi quyết định của em từ trước tới giờ đều là do chị hai quyết định. Cho nên bây giờ nếu mà anh muốn cưới em á, anh phải làm cho chị hai tin anh là anh có thể bảo vệ được em, anh có thể lo cho cuộc sống của em. Anh hãy nói với chị hai đi, nói đi anh. Thưa chị, em biết là cái nghề của em nhiều lúc nó cũng có bấp bênh, nhưng mà em đảm bảo được là em chăm lo được cho dạ. Chị hiểu được đó là em sẽ chăm lo được cho dạ, nhưng mà cái chị muốn nó cao hơn. Bây giờ thì vẫn cố gắng kiếm tiền thôi, sau này sẽ có một khoản vốn thì sẽ kinh doanh hoặc một cái gì đó. Đúng rồi, mình ráng cố gắng để mai mốt mình mua luôn gánh xiếc. Đó, em làm chủ, anh xiếc. Tôi không biết là có đáp ứng được cái kỳ vọng của chị hai không? Em hơi tiếc một chút xíu cho bạn là bởi vì bạn chưa có quyết liệt với lại những cái quyết định của mình. Có thể là do bạn không phải là diễn viên cho nên là cái cách phản ứng lại của bạn nó không mãnh liệt. Bạn chỉ dùng những cái từ ngữ và những cái gì bạn muốn nói, bạn thể hiện với Ngọc. Nhưng mà em thấy như vậy là cũng đã ổn rồi. Bởi vì cảm giác là khi mà bạn đứng trên đây bạn rất là lúng túng. Có thể nói đây là sở đoản của bạn. Nên cảm nhận nhiều hơn về cái sự chân thành của bạn. Cái điều quan trọng nhất mà Hiển Phước đã làm được là bạn ấy vẫn giữ bạn ấy là bạn ấy. Mình là người đàn ông, mình có chính kiến của mình và mình quyết tâm theo cái chính kiến của mình mà mình suy nghĩ cho rằng đúng. Chúc mừng Hiển Phước đã vượt qua thử thách rất khó khăn. Cảm ơn Lâm Vĩ Dạ, cảm ơn Lan Ngọc. Bây giờ sẽ là phần thử thách dành cho thí sinh mang số báo danh 03, Anh Vũ, và người đưa ra thử thách là Lâm Vĩ Dạ. Xin mời. Chào em. Nãy giờ uống mấy ly rồi? Anh chưa uống gì cả. Tỉnh, tỉnh. Chị nè. Dạ, chị đẹp. Hôm nay chị đẹp mua gì cho em ăn đây? Mua cái gì này nhà hàng người ta bán đó. Vô nhà hàng mà mua đồ ăn vô người ta đâu có cho. Sao? Dạo này không thấy em gọi điện thoại và hỏi thăm ba mẹ gì hết vậy? Thực sự dạo này công việc của em rất là bận. Ba mẹ thì em đang có kế hoạch về thăm khoảng giữa năm nay. Em là con trai một trong gia đình. Em lại bỏ ba bỏ mẹ đi như vậy làm sao mà được? Em thì từ bé ba mẹ đã đùm bọc quá nhiều rồi. Đưa đi học đến tận năm lớp 12. Nên bây giờ cũng là cái cơ hội để em chứng minh là em phải độc lập. Sau đó thì mới phải có thể lo cho ba mẹ mình được. Ba mẹ không hề muốn em đi theo cái nghề này. Hả? Ba mẹ muốn em làm gì? Làm bác sĩ. Rồi giờ sao? Em sống với cái đam mê của mình trong khi ba mẹ mình em lại không thương. Thì em cũng đã chiều lòng ba mẹ, là em cũng đã thi vào trường y, em cũng đỗ. Nhưng mà em không có theo học tiếp. Có lẽ là bây giờ ba mẹ chưa nhận ra đâu. Nhưng mà con trai của mình 30 tuổi rồi mà chưa thực hiện được đam mê của mình, làm việc mình không mong muốn. Em nghĩ lúc đó ba mẹ sẽ đau lòng hơn bây giờ. Em lúc nào cũng cố chấp chứ. Chị ngồi xuống này. Rồi chị ngồi xuống đây. Em chỉ chị này. Có lẽ là bản thân chị và ba mẹ cũng không hiểu nghề nghiệp của em, là cứ nghĩ là em cắm đầu trong bếp, nhưng không phải như vậy đâu. Nghề của em rất là thú vị. Khi mà em đi ăn ở những nhà hàng chị em mình đang ăn này, thì em còn có thể viết review cảm nhận của em về nhà hàng, từ đó là giúp nhà hàng phát triển hơn. Sau đó em còn đi khắp nơi ở các nước nữa. Em còn review những đồ ăn ở nước ngoài nữa. Vì vậy là tiếng nói của em trong ngành ẩm thực cũng rất là lớn. Không quan tâm những gì em nói nãy giờ. Chị chỉ quan tâm là bây giờ ba mẹ đã lớn tuổi rồi. Cho nên bây giờ cái những gì mà ba mẹ muốn em làm, em phải thực hiện với ba mẹ đi. Bây giờ em thấy như này này. Ba mẹ đã dạy cho mình độc lập. Đã đến lúc mình cũng phải dạy cho ba mẹ mình độc lập và tự lập về tình cảm. Bởi vì chị phải hiểu, chị hiểu như này này, em tâm sự với chị chỗ chị em với nhau.
Đúng rồi, chỗ chị em với nhau. Đúng rồi. Chị chỗ và chị em với nhau là sao? À, là chị và em, đúng rồi. Mẹ mình thì chị biết rồi đấy, mẹ mình rất là phụ thuộc vào con cái. Không có con là mẹ buồn. Đúng, em biết mẹ nhớ em đến nỗi mà ngày nào mẹ cũng thẫn thờ. Nhưng mà chị như thế em nghĩ là không tốt. Bởi vì nếu mà mình chiều mẹ mẹ mình quá thì thật sự là mẹ mình sẽ càng phụ thuộc vào tình cảm của các con. Bây giờ em vẫn đang gửi cho mẹ những lớp tập yoga này, những khóa từ thiện này, để cho mẹ có thể độc lập hơn về tình cảm, có những niềm vui khác ngoài con cái. Như thế mới là lành mạnh cho mẹ. Thôi, bây giờ như vậy, em chọn đi. Một là đam mê của em, hai là ba mẹ. Em nên nhớ nha, ba mẹ mà mất đi rồi là mình không bao giờ tìm lại được đó. Nếu mà em phải chọn giữa đam mê và ba mẹ thì chắc chắn ở cái tuổi 25 này em sẽ chọn đam mê. Em hứa với chị 3 năm nữa, lúc đấy lại còn là một câu chuyện khác. Còn bây giờ em còn đang rất trẻ, em còn phải chứng minh nhiều điều cho cuộc sống này. Và em phải làm ba mẹ tự hào. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Cái câu chuyện vừa rồi giữa hai chị em ấy, thì anh Vũ của chúng ta là người đưa ra cho chị gái của mình cái quan điểm của cá nhân mình và cái cách hành xử của mình rất là quyết liệt. Đôi khi bố mẹ phải học những đứa con còn rất bé của mình, chứ không có nghĩa là bố mẹ là bắt con làm gì thì làm. Tôi nghĩ rằng ở thời đại bây giờ nó không như vậy. Và cái điều quan trọng nhất ấy là tôi đánh giá cao bạn anh Vũ là bạn ấy rất là thẳng thắn và chân thành và đưa ra cái suy nghĩ thật của bạn ấy trước người chị của mình, và vẫn giữ được cái tình cảm, cái sự tôn trọng cũng như cái chữ hiếu đối với bố mẹ. Tôi thích cái tình huống xử lý của anh Vũ. Cảm ơn Lâm Vĩ Dạ đã đưa đến những cái tình huống rất là bất ngờ, rất là hay. Và xin chúc mừng anh Vũ, bạn đã vượt qua thử thách này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chứng kiến thí sinh cuối cùng, đó là chàng trai mang số báo danh 04 Việt Thắng vượt qua thử thách như nào. Và thử thách đó đến từ Á hậu Huyền My. Xin mời. Hello. Hello. Anh, sao anh đến muộn thế? Cho anh ngồi đã được không? Anh ngồi đi. Ok, anh cảm ơn. Thế anh có thể giải thích về việc anh đến muộn không? Đoạn đường của anh đi đến đây hơi tắc một chút thì anh đến không kịp giờ, anh rất xin lỗi về cái điều ấy. Lần sau anh sẽ không thế nữa. Mày bị điên à? Tao đùa thôi. Bạn bè gì anh em sợ thế? Thì bây giờ mày đùa thì tao phải đùa lại chứ. Kinh thế à? Tao có một số việc cần nhờ vào một tí. Tức là tao sắp bị chị gái tao ấy bắt phải sang nước ngoài định cư. Mà bây giờ nếu như mà tao có người yêu thì chị tao mà cho tao ở đây. Nhưng mà bây giờ thì tao lại chưa có người yêu. Mày có thể đóng giả với tao là người yêu trước mặt chị tao đúng không? Ok thôi. Thì tao từ trước giờ tao có ngại giúp mày cái điều gì đâu. Mi ơi. Mẹ. Chào chị ạ. Em chào chị ạ. Ôi chào em. Em chị ạ. Vâng. Chị trẻ xinh quá. Vậy hả? Chị xinh hơn Mi không em? Em cứ nói thiệt đi, có gì đâu. Không bằng được chị ạ. Hả? Không bằng được ạ. Ừ. Tại vì ngày mai là chị phải bay rồi, chị không thấy được cái cảnh hạnh phúc của hai đứa. Mình xuống đây mình diễn cho chị coi đi. Em có thể nói một điều gì đó, cầu hôn Mi được không? Anh biết là anh còn rất nhiều điều anh chưa quan tâm được cho em, chưa dành được nhiều thời gian dành cho em. Nhưng ở một tương lai rất gần thôi, anh sẽ là một người đàn ông thành đạt, có đầy đủ mọi thứ để có thể mang lại được hạnh phúc cho em không? Em có tin vào anh không? À. Hả? Anh đứng tỏ tình với ai vậy? Em ơi, đi ra đây anh bảo nè. Không có đi ra cái gì hết á. Ủa, cậu làm cái gì vậy? Em gái của tôi ở đây là bạn gái của cậu, cậu ôm ấp ai vậy? Đây là con Mi bạn anh đó. Con Mi nào? Hôm bữa anh vừa nói Mi ở nhà cô hàng xóm. Bây giờ Mi này Mi nào nữa? Thì Mi nhà cô hàng xóm đó. Khoan, hai người có thể nói mối quan hệ của hai người là gì không? Chồng sắp cưới của em. Trời ơi. Còn chị là... Chị là chị gái của bạn gái người ấy. Bạn gái kìa, anh nghe chưa? Chị nói là bạn gái đó. Em à, anh nói chuyện với em về Mi rất nhiều rồi mà. Và em biết mối quan hệ của anh và Mi là gì mà. Nhưng ở đây là một trường hợp đang rất là khó xử em ơi. Khó xử cái gì vậy em? Chị mặc kệ bọn em đi. Không, để bọn em nói chuyện được với nhau đi. Mặc kệ bọn em đi mà. Em nói rõ ràng đi, Mi của chị là gì của em? Anh ơi, cứu em. À, thôi hiểu rồi. Thì ra là hai đứa đóng kịch đúng không? Thật ra là thế này. Em biết rồi đấy, Mi là đứa bạn nữ thân nhất của anh ấy.
gia đình bắt My sang Úc để định cư, nhưng mà My lại đang muốn ở Việt Nam, nên là đã bày ra một cái mưu là anh giả làm người yêu của My thì My sẽ được ở lại. Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, anh chơi bạn thì chơi con trai thôi, em không có tin tình bạn với trai và hôm gái. Hôm nay nó thế này thôi chứ mọi ngày nó không khác gì con trai. Quần sọc áo ba lỗ. Chuẩn luôn, chuẩn luôn, tôi thích Việt Thắng. Bạn có chất nghệ sĩ trong người và rất là lanh, rất là thông minh và phản ứng rất là hợp lý. Tôi thấy nó vừa rất là quyết liệt nhưng mà nó lại có một cái chất gì đấy rất hóm hỉnh, hài hước ở trong đấy và khiến cho người đối diện không cảm thấy là một con người cục cằn hay thô lỗ hay gì cả. Và cái đó là cái mà tôi nghĩ rằng là rất nhiều quý cô yêu cầu phải có ở trong những người đàn ông chân chính. Đây cũng là lần đầu tiên mà Việt Thắng gặp Huyền My thôi, cho nên cái lời khẳng định là nó như thằng đàn ông ấy không phải là bản chất của Huyền My đâu. Đính chính, đừng có ai hiểu như vậy. Nhưng mà cái câu đấy là cái câu quyết liệt nhất và nó hàm chứa cả cái sự thông minh hóm hỉnh của Việt Thắng. Tôi rất thích cái phần xử lý của Việt Thắng. Xin chúc mừng bạn. Cảm ơn Lan Ngọc và cảm ơn Thúy Ngân. Thưa quý vị, vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua hết 3 vòng thử thách của mình. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ mở cái bể bơi này ra. Xin mời. Và bây giờ là lúc chúng tôi xin thông báo 30 giây bình chọn bắt đầu. Vâng. Vẫn những tiếng hô vang tên số của các chàng trai mà họ yêu thích. Vâng, một không khí thật là tuyệt vời. Chúng tôi đã có kết quả. Và bây giờ thì ba quý cô xinh đẹp của tôi sẽ xuống để công bố với quý vị. Xin mời. Trở thành người chiến thắng trong chương trình Quý Ông Đại Chiến tuần này của chúng ta. Đây là phần thưởng trị giá 20 triệu dành cho người chiến thắng. Xin chúc mừng Việt Thắng một lần nữa. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi tuần này đến đây đã kết thúc. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị luôn đồng hành cùng chương trình. Hãy đón xem chương trình Quý Ông Đại Chiến vào tối thứ Bảy hàng tuần lúc 20 giờ trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Rất là bất ngờ vì mình không thể hình dung làm sao được mình lại có thể chinh phục được hơn 200 cô gái ở phim trường ngày hôm nay. Mình nghĩ cái yếu tố mà mình thu hút được các cô gái ở trong trường quay ngày hôm nay thì đó là cái sự dễ thương và có thể là cái cách dùng từ của mình nó hơi dân dã và gần gũi nên mọi người cảm thấy đồng cảm được với mình. Cái chiến thắng này thì đầu tiên chắc chắn rồi, mình về mình sẽ điện thoại ngay cho mẹ mình và thông báo là ê mẹ ơi, hôm nay con có cái này, có cái này, đã chinh phục được cân đây người, mẹ thấy con có giỏi không? Cái đó là điều đầu tiên mình sẽ làm khi về nhà. Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình.